tháng 10 này, hãy cùng hòa mình vào thế giới của những điều kỳ lạ phi thường. Một anh hùng cứu thế giới nhưng bị cả nhân loại ruồng bỏ. Một cậu nhóc không có ma lực nhưng muốn trở thành ma pháp vương. Một lâu đài không bao giờ ngủ. Một đứa trẻ chào đời từ ngày mẹ đã mất. Một trường học mà học sinh được sử dụng siêu năng lực. Hay một kẻ được xem là Marathon mạnh nhất thế giới. Đó xem là phim Những Điều Phi Thường tháng 10 này trên Animax.